Rồi, hôm nay mình công ty vi sẽ giới thiệu các tiết mục võ thuật cho các bạn cùng xem nha. Tiết mục vui hay hấp dẫn. Đây là tiết mục mình tự quay nên nó hơi bị lỗi nên các bạn thông cảm nha. Bây giờ bắt đầu là mình sẽ trình bày đến một bộ bài này. Rồi mình sẽ trình bày những cái bài các bạn thấy hoàn toàn không có gì nghe nha. Trong quá trình xem mà các bạn chú ý thì nếu như các bạn nào thích những tiết mục này thì có thể inbox phía dưới rồi mình có thể gửi tận nhà các bạn xem mà có thể hướng dẫn các bạn làm. Các bạn chú ý nha, những lớp bài rồi mình trình bày nhưng mà đôi khi mình đây là tiết mục này là tráo bài trên không à. Các bạn nhìn nha, đó hồ tô bình thường ấy nha, một bài hồ tô bình thường. Các bạn thắc mắc điều gì hay là muốn hỏi thêm thì cứ comment phía dưới cho mình nha. Bây giờ mình sang tiết mục thứ hai nha. Đây là sợi dây thừng hết sức bình thường. Trình bày các bạn này là mình vuốt xuống này, vuốt lại này, vẫn như thường cuộc trao cuộc bầu của các bạn ở nhà. Rồi bây giờ các bạn chú ý nha, bây giờ mình điều gì sẽ xảy ra, các bạn xem mình biểu diễn đây mà làm theo nha. Đây là tiết mục hoàn toàn có thể làm theo được, các bạn có thể comment phía dưới để mình trả lời hướng dẫn cho các bạn cụ thể nha. Đây ví dụ cho các bạn ơi, kỳ diệu chưa, hoàn toàn không có gì. Đây là mình diễn vừa còn các bạn xem để quay video clip thôi, thực sự mình diễn rất nhanh. Đây bây giờ là mình biểu diễn thăng bằng trên miệng của mình. Mình bỏ hai tay ra các bạn nhé. Hoàn toàn bình thường nha. Rồi các bạn thấy hay không? Nếu hay thì comment phía dưới nha. Thắc mắc điều gì thì mình sẽ trả lời cụ thể. Các bạn đâu cần đầu cục đó thì mình gửi tận nhà cho các bạn luôn nha. Rồi đây là tiết mục thứ ba. Mang tên là chiếc ấm không đáy. Rồi mình rót nước cho bình thường, các bạn nhìn thấy nha. Giờ mình mở nắp ra. Các bạn thấy không? Mình vừa diễn vừa quay nó hơi khó nha. Không được chi, không được cản cản. Nhưng mà các bạn nhìn xa vẫn thấy rõ đó. Mình cho tay qua hoàn toàn bình thường, nhưng mà một giấm hoàn toàn không có đáy. Mà trong võ thuật điều gì cũng có thể xảy ra. Bạn xem chú ý nha. Nếu các bạn đã thấy hay và yêu thích mình thì vào kênh mình đăng ký mình công ty vi ủng hộ mình nha. Còn thắc mắc điều gì thì comment phía dưới cho mình, mình trả lời cụ thể và hướng dẫn các bạn nhiệt tình. Đây chiếc gấp bình thường mà không có đáy mà mình đã ra một phần cống nước rồi đấy. Rồi chuẩn bị 2 3 đây, lại có nước rồi các bạn ạ. Các bạn nhớ để lại cho mình một like một tim nha. Thắc mắc điều gì comment phía dưới, mình sẽ quay trở lại những video phía sau hay hơn.